Hello everybody. Oh, thank you Trudeau. I got the check. See, got a check from Trudeau. $5.80. But thank you Trudeau. Xin chào các bạn. Hôm nay mình tỉnh được cái tiền mà chính phủ cho trong những ngày mà lockdown rồi. Nó là được 580 đô, lúc trước nói là 600 đô nhưng mà lại gửi chỉ có 580 đô trừ đô 20 đô. Mà cũng được rồi, mình cảm ơn rất nhiều thủ tướng của Canada đã gửi trong cái thời gian mà lockdown này, thì nó đúng ra tiền hưu của mình thì nó đẩy vô trong nhà băng mà điều kiện mỗi tháng không có bị cắt. Những người khác thì họ bị mất việc với họ bị không có tiền trả lương, còn mình bị hưu thì mình tiền hưu của mình vẫn vô trong nhà băng điều chi luôn mỗi tháng luôn, không có bị thất thoát gì hết. Nhưng mà chính phủ lại cho thêm một số tiền nữa, là cũng cảm ơn cho thủ tướng Canada đó, có thêm tiền đó, để xài. Chắc này là mình mua cây mình trồng. Ok, thank you everybody, bye bye. Stay safe.